Rồi rồi nói tiếp ở đây, trong sách họ cũng có những cái stage của cái việc thay đổi, thì cũng giống như cái mô hình hồi nãy đó, những cái bước như vậy để cho khách hàng thay đổi cái thói quen của họ đó, theo từng giai đoạn đó, theo từng giai đoạn. Ví dụ giai đoạn 1 chưa có khái niệm gì về việc đi tập trong 6 tháng tiếp theo cả, và đối tượng khách hàng này nên educate họ, education, và tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì về cái việc tập, để xem họ có nghĩ đúng hay không, hay là họ nghĩ theo có những cái lầm tưởng gì đó, những cái mindset đó. Ở đây stage 2 họ chưa tập nhưng mà họ đã nghĩ về việc tập rồi và dự định sẽ tập trong vòng 6 tháng tiếp theo. À, chắc kiểu nửa năm nữa tôi sẽ bắt đầu tập. Có một cái mình nhận thấy sau như nhiều một thời gian làm á, mình thấy là khách hàng Việt của mình á, có một cái thường á, khi đến phòng tập sẽ có nhu cầu là muốn một cái mục tiêu trong một cái thời điểm, tức là ví dụ như nãy có nói là cuối năm nay đám cưới bạn thân phải tập cho đẹp, hoặc là giờ em muốn thi đấu này em mới đi tập, hoặc là sao ta, hoặc là chị muốn giảm cân nhanh trong vòng 1 tháng 2 tháng gì đó thì đi tập đó. Còn ví dụ như tập gặp 10 người khách hàng thì 8 người có cái nhu cầu giống vậy rồi. Còn khi mình làm bên Thảo Điền á, thì ví dụ gặp 10 người thì chỉ có 2 người hỏi cái điều mà tập để mà đạt được cái mục tiêu nhanh như vậy, hoặc là mục tiêu ngắn hạn thôi. Còn đa số á, họ đến tập vì họ muốn cải thiện cái sức khỏe, họ muốn cải thiện cho cái bộ môn thể thao họ chơi. Và tại vì á, theo mình nghĩ là tại vì bản thân họ đã biết được để giảm cân phải làm gì, tức là phải tập, phải ăn kiêng, phải này kia, những cái đó rất là basic rồi, giống như gọi là kiến thức phổ thông rồi, nên họ không có những cái lầm tưởng gì nữa hết, và cái nguồn tiếp cận kiến thức của họ rất là lớn, họ tự động có thể chủ động đi tìm kiến thức được, nên họ tìm đến huấn luyện viên vì họ muốn tìm con đường nào hiệu quả và an toàn cho họ và nó khoa học. À, trong một cái mớ hỗn độn thông tin như vậy, họ muốn tìm được cái nào là đúng, cái nào là không đúng. À, họ xác định như vậy và họ biết bước đến họ tập. Còn của mình, và cái việc tập nó thật ra nó phải nên được xem như là một quá trình vì nó sẽ gắn bó hoài với mình. Còn nếu như chúng ta nghĩ nó như một cái sự kiện trong cuộc sống, như ví dụ như một cái event, thì ví dụ sau cái đám cưới của đứa bạn thân, hoặc là sau khi chị giảm được 3 kg, hoặc là sau khi mình thi một cái giải gì đó, thì chúng ta hay có cái suy nghĩ là thôi nghỉ không tập nữa, tập vậy đủ rồi, hoặc là mình tôi đã có kinh nghiệm tập được như vậy rồi, tôi đã có kinh nghiệm giảm được 3 kg, tôi đã kinh nghiệm tập để đẹp hơn để dự đám cưới, hoặc là tôi đã kinh nghiệm tập thi đấu 1 lần 2 lần chẳng hạn, hoặc tôi đã kể cả tôi có giải chẳng hạn. Vậy nó dễ làm cho chúng ta có cái suy nghĩ là tôi là người hiểu cái việc này như thế nào, tôi là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này như thế nào. Thành ra đôi khi nó đúng ngay lúc đó nhưng mà về sau, về lâu dài chưa chắc nó đúng, và kiến thức thì nó luôn mới. Đôi khi những cái kiến thức chúng ta đang học hôm nay, nhiều khi ngày mai nó sai rồi. Nhưng liên tục ngày nào cũng có những cái nghiên cứu ra đời và nó phản biện lại những cái kiến thức mà chúng ta đang học, nên chúng ta phải cập nhật liên tục. Kể cả cái NSM này, không biết mình có chia sẻ chưa, nhưng mà kể cả NSM này, nó ban đầu nó hay mô hình OPT model, như các bạn biết là nó có 5 bước như vậy, nhưng mà cái phase thứ ba của chúng ta, nếu các bạn còn nhớ phase thứ ba chúng ta là cái gì, hypertrophy đúng không? Hypertrophy là cải thiện về kích thước cơ, nhưng mà sau một thời gian họ họ hướng cho huấn luyện viên theo kiểu học như vậy á, họ đã không thấy nó còn hợp lý nữa, tại vì không phải ai cũng muốn bự, không phải ai cũng muốn cái cơ đồ sộ hết đó. Đặc biệt các bạn đi làm ở ngoài, các bạn thấy rõ nhất là khách hàng luôn nói nhìn thấy bự quá sợ lắm chẳng hạn vậy đó, nên khách hàng đã có những cái mục tiêu khác cho việc tập luyện, như tập để khỏe, tập để có một cái gì đó, chứ không phải lúc nào tập cũng phải là bự cơ, nên cái phase mà hypertrophy của nó đã không còn phù hợp với cái nhu cầu hiện tại rồi, nên họ đã chuyển thành cái phase thứ ba đó, hình như họ chuyển thành cái kiểu tập luyện để cải thiện movement pattern, những cái chuyển động cơ bản đó. Để mình chia sẻ tìm thử cái này OPT model.
model mới đó, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ khác với lại cái cũ. Đây bên này là cái cũ, còn cái lợt này là cái mới nè. Thì cái mới này nó đã đổi nè, các bạn có thể thấy là phase thứ ba nó đổi thành muscular development. Mình chưa có cái cuốn mới này, nếu bạn này sau này có cái cuốn mới có thể chia sẻ mình đọc lại. Cái cuốn mới này theo cái tên thì có thể hình dung nó là giúp cho cái khả năng phối hợp hoặc là phát triển chuyển động này kia tốt hơn. Trong này nó có định nghĩa gồm 7 chuyển động là squat, deadlift, bước, đẩy qua đầu, push, pull và xoay, rồi đẩy qua đầu là press đó. Nó phân ra làm 7 chuyển động và hầu hết các chương trình dạy đều đang hướng đến cái việc là đào tạo về chuyển động hơn so với việc là đào tạo về ví dụ cơ bắp này kia nọ. Đây. Ở đây nó có nói đây. V1, V2, V3, V4. Trong trang chủ của NSM hình như cũng có nói về cái này. Muscular development phase 2 đến 4, phase thứ 3. Ở đây không có ghi cụ thể. Có thể chúng ta lên Google tìm thử trang chủ của NSM, nó sẽ có ghi ra cái đó. Vì lúc mà nó thay đổi chương trình, nó có cập nhật cho tất cả mọi người biết là sẽ thay đổi chương trình. Rồi, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Giai đoạn 3 chuẩn bị đi tập trong tháng tiếp theo. Nhưng đôi khi họ có những cái mục tiêu không thực tế, thì chúng ta giúp cho họ xác định mục tiêu lại cho nó thực tế. Những mục tiêu nào có thể thực hiện được và những mục tiêu nào không thực hiện được cho nó khoa học. Rồi những cái rủi ro hoặc là những cái sự thất vọng mà cái sự thất vọng và rủi ro này đến từ cái mục tiêu không thực tế. Vì nếu mà đạt được cái mục tiêu không thực tế thì nó sẽ mang rủi ro. Còn nếu mà không đạt được á thì nó lại gây thất vọng và làm cho họ dễ bị drop, tức là họ bỏ cuộc. Làm cho họ dễ bị bỏ cuộc, không muốn tập nữa vì nghĩ nó không hiệu quả. Nên cái bước mà xác định mục tiêu nó cũng là một trong những bước khá quan trọng. Và phải luôn nhắc nhở họ phải theo đúng kiểu như là cái thói quen, cái flow tập luyện và cái chương trình tập để mới thấy được cái kết quả được. Và có thể là họ sẽ không hài lòng nếu như chúng ta đưa ra một cái mục tiêu mà không giống của họ, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao bằng kiến thức của mình giải thích cho họ hiểu là cái nào mới tốt, cái nào mới hợp lý và lâu dài như hàng vậy. Rồi, khi xác định mục tiêu được, có thể giúp duy trì được cái sự khả năng tin tưởng và giúp khách hàng thấy được cái tầm quan trọng của việc tập luyện. Rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận về chương trình tập nào là tốt nhất cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Rồi lên kế hoạch tập luyện, xem lại cái kinh nghiệm tập luyện trước đây của họ đúng hay không. Có một số khách hàng do trước đây tập luyện rồi, xong rồi có thể họ nghỉ đi, hoặc là bận việc gì đó họ nghỉ, hoặc là chưa đạt được kết quả họ nghỉ, họ chuyển qua một cái chỗ mới họ tập. Họ gặp mình xong họ lại muốn mình training theo cái kiểu hồi xưa họ tập, mặc dù nó không có hiệu quả, nhưng mà người ta luôn có cái cảm giác là muốn tập những cái gì nó thân quen, còn làm gì đó mới nó sẽ luôn có cảm giác sợ sệt. Kể cả chúng ta cũng vậy, khi chúng ta học một cái gì đó mới, chúng ta sẽ luôn lo lắng, chúng ta sẽ luôn sợ, hoặc làm một công việc mới đều như vậy đó. Chúng ta phải tìm hiểu về cái kinh nghiệm tập trước đây. Rồi có thể loại bỏ những bài tập nào mà họ cảm thấy không được thoải mái hoặc là khả năng bị chấn thương. Bên cạnh đó, về chúng ta sẽ nên tạo một cái cộng đồng tập luyện, một cái network. Ví dụ như chỗ Ly chẳng hạn, một cái phòng tập nhỏ, thì mình có thể lập có cái fanpage của mình đó, rồi để khách hàng tiếp cận, và cũng là cái kênh mà bạn có thể chia sẻ kiến thức của bạn lên, từ đó để có thể khách hàng thấy được cái độ trust, cái độ tin tưởng khi mà thấy bạn này có kiến thức nè, tôi có thể tập với bạn này được. Đó là kênh chia sẻ thông tin và cũng như kết nối. Thì lúc này là cái nơi mà khách hàng thấy tôi không có lẻ loi, nhất là mấy người mà thừa cân như hạn vậy, bước vô thấy là mình thừa cân nhưng mà cũng có nhiều người thừa cân giống mình. Họ cảm thấy nó không có phải, họ không phải là cái người giống như là hồi xưa chúng ta hay học, đi học chúng ta hay sợ nhất là bị gọi là cái học sinh cá biệt. Thì khách hàng cũng vậy thôi. Ở đây không phải cá biệt trong lớp mà là cá biệt ở cái mặt thể chất, về mặt fitness. Thì họ cũng sợ cảm giác như vậy, bị cô lập. Nên khi mà có một cộng đồng như vậy thì họ sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm rồi cảm xúc với nhau, hoặc là những cái thói quen. Từ đó những cái người mà có thói quen tích cực chẳng hạn sẽ có thể truyền được cái động lực cho những người mà chưa xây dựng được thói quen tích cực chẳng hạn vậy. Thì lúc này cả một nhóm cùng tiến bộ, và lúc này cũng sẽ hỗ trợ cho người huấn luyện viên
làm việc tốt hơn. Lúc này mình sẽ đỡ đỡ cực hơn trong cái việc là động viên, suốt ngày phải động viên. Lúc này bản thân cái cộng đồng đó đã tự động viên cho nhau được, chẳng hạn vậy. Đó, đó là một trong những cái mà những cái thực phẩm bổ sung như là những cái hãng lớn các bạn thấy á, họ mặc dù họ không training gì hết trơn á, mà họ giỏi vào cái việc họ xây dựng cộng đồng, họ xây dựng cộng đồng, họ chỉ chú trọng vào dùng thực phẩm bổ sung nhưng mà họ đạt được cái mục tiêu là xây dựng cộng đồng và thuyết phục được người ta làm theo, à, dùng sản phẩm của họ chẳng hạn như vậy. Đó, rồi tới cái phase action này thì nhiệm vụ của mình là phải cố gắng duy trì họ trong vòng 6 tháng, tức là mục tiêu là 6 tháng, có thể dài hơn. Nhưng mà ở đây để thể hiện được cái sự nghiêm túc trong tập luyện của họ. Ví dụ như mình nói thì mình tập lâu nhưng thật ra mà mình nghiêm túc tập chắc được khoảng 1 2 năm nay thôi. Còn những năm trước tập một thời gian cái phần 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng đó cũng có một thời gian nghỉ, xong sau đó quay lại tập, quay lại từ đầu xong rồi tập cũng có thời gian nghỉ. Đó. Thì giống như là khi tập một thời gian đủ lâu chúng ta sẽ cảm thấy bị chững, không mục tiêu mới nữa, rồi chúng ta sẽ chán rồi không muốn tập nữa, thì khách hàng vậy thôi. Bản thân người tập luyện lâu như chúng ta tập, chúng ta đi học nhiều, chúng ta còn đôi khi bị chán, thì khách hàng họ không biết gì hết thì tất nhiên họ sẽ chán. Nên cái việc chúng ta là phải cung cấp kiến thức cho họ để họ có mục tiêu, họ biết được cách làm sao vượt qua những cái đó và họ phấn đấu tiếp và duy trì được cái việc tập đó. Khi mà họ cảm thấy hứng thú trong cái việc tập, tự động họ sẽ muốn đi tập mỗi ngày và không muốn bỏ tập đó. Đó thì việc chúng ta sẽ cố gắng giúp họ vượt qua rào cản và giúp cho họ, à, ở đây có nói về cái việc là cái người huấn luyện viên không nên lo sợ cái việc phải thiết kế lại cái chương trình tập nếu như thời gian hoặc là cường độ nó là một cái rào cản, nó không phù hợp. Tức là chúng ta ví dụ đánh giá khách hàng xong, viết một chương trình cho khách hàng tập, nhưng bây giờ khách hàng tập nó không ok hoặc là nó không mang lại kết quả, thì chúng ta phải mạnh dạn thay đổi chương trình đó và nói khách hàng biết là nên thay đổi mới được. Tại vì đôi khi chúng ta ngại là, à, bây giờ nếu mà tôi viết một cái chương trình mới không lẽ nhận là tôi đã bị sai, nhưng thật ra là ai cũng sẽ sai, ai cũng sẽ có cái sai và chúng ta đang trên quá trình, trên cái con đường tìm hiểu cơ thể của cái người khách hàng này và khách hàng cũng đang tìm hiểu cơ thể của họ, không ai tự hiểu, à, giống như là bản thân mình đôi khi cũng phải đang tự tìm hiểu cơ thể mình nó vận hành như thế nào và khách hàng cũng vậy, và phải cần có những cái thử nghiệm, những cái áp dụng bằng kiến thức khoa học vô và lúc đó nó ra kết quả rồi mình mới biết điều chỉnh cái nào đó, chứ không có thể nào mà viết cái ra đúng liền, viết cái ra thành công liền hết đó. Mà đôi khi do không biết tư tưởng ở đâu mà khách hàng hay lại bị cái kiểu là, à, tập là phải hiệu quả liền, tập là phải đúng liền, tập là này này kia liền chẳng hạn vậy, nên dẫn đến cái việc là đôi khi họ chọn những cái dễ và những cái mang lại kết quả nhanh mà bất chấp kiểu như vậy, nó lại không tốt đó. Nó cũng là một thử thách, một cái rào cản đối với mình. Rồi tiếp theo là duy trì được cái thói quen tập đối với khách hàng mà đã duy trì được, maintain được nó trong vòng 6 tháng hoặc hơn nữa, thì lúc này kể cả việc họ có những cái rào cản mà thay đổi cái thói quen đó của họ thì không, đây, mặc dù họ đã có thói quen mới nhưng đôi khi họ vẫn có thể quay trở về cái thói quen cũ của họ, à, không phải cứ tập 6 tháng rồi thì là sẽ duy trì được mãi mà phải luôn, sẽ vì cuộc sống sẽ luôn thay đổi nên sẽ có nhiều cái làm rào cản và mình sẽ phải luôn đối phó với nó, à, và sắp xếp làm sao cho phù hợp. Rồi hoặc là họ có thể phấn đấu hơn nữa để trở thành những người như chúng ta, trainer hoặc instructor, truyền cảm hứng cho người khác chẳng hạn vậy. Ở đây nhiều nhiều người giống chúng ta cũng ban đầu cũng là từ những người đi tập bình thường thôi, sau đó rồi chúng ta mới hướng đến cái nghề tập, cái nghề huấn luyện đó. Thì những khách hàng cũng vậy, biết đâu gặp những khách hàng đam mê như vậy, đặc biệt là những bạn trẻ, những em mới mới lên chưa biết nhiều nhưng sau đó tìm hiểu sâu và tập luyện kia, các em thấy thú vị, các em muốn gắn bó với nghề chẳng hạn đó. Rồi thì sẽ có một số câu hỏi ở đây, người ta liệt kê 5 dạng câu hỏi để đánh giá coi cái khách hàng này như thế nào, giống như kinh nghiệm tập luyện, thể chất của họ trong quá khứ như thế nào, hoặc là những cái mà họ cảm thấy hiệu quả nhất trong cái chương trình tập của họ. Rồi cái gì làm họ từ bỏ công việc, cái việc tập của họ, hoặc là trong vòng 6 tháng đó
cái gì đã giữ họ tiếp tục tập luyện rồi, hoặc là ở đây là gì, những cái vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tập liên tục của họ, ví dụ như không có thời gian hay là phải đi du lịch hoặc là tới ngày nghỉ, nghỉ Tết, nghỉ lễ gì đó, em chỉ là nghỉ dịch như vậy chẳng hạn vậy đó. Rồi 20 giây để tạo tư tạo tạo ấn tượng. Rồi ở đây người ta nói rằng cái việc tạo ấn tượng ban đầu á là quan trọng, và cái thời gian mà cái buổi đầu tiên gặp mặt của chúng ta, cái điều quan trọng nhất không phải là chúng ta hướng người ta đến việc đi tập, không phải hướng người ta trong cái buổi đầu tiên, một hai buổi đầu là hướng người ta đến cái việc đi tập, mà là chúng ta sẽ hướng họ, không phải hướng họ, mà là chúng ta sẽ xây dựng cái mối quan hệ, cái relationship. Như ban đầu cũng nói là tư tưởng thông rồi thì việc gì cũng xong, khi mà họ tin rồi thì mình nói họ sẽ dễ làm theo hơn. Với lại họ không phải lúc nào họ mình cũng theo sát họ, mà quan trọng là khi họ tin rồi họ có thể dùng những cái mà mình đã khuyên, những lời khuyên chúng ta, họ đem về họ áp dụng vào cuộc sống. Giống như hôm trước khi mà mình có dạy về SWOT cho mấy bạn ở chỗ làm đó, thì mấy bạn có thắc mắc là bây giờ không lẽ ở nhà lượm một cái gì, ví dụ lượm một cái gì dưới đất thì cũng phải SWOT xuống hay sao, hay là cầm một cái gì đó dưới đất lên cũng phải SWOT hay sao đó, mấy bạn đặt câu hỏi như vậy. Thì thật ra là đúng như vậy, tại vì các bạn phải lặp đi lặp lại việc đó nhiều, thì và các bạn ứng dụng được cái chuyển động đó vào trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó mới gọi là functional, nó mới gọi là tập luyện cải thiện chức năng. Còn bây giờ nếu các bạn tập tuần 3 buổi tập squat rồi còn lại thời gian còn lại các bạn không làm gì hết liên quan đến cái động tác đó thì nó sẽ không có giúp cải thiện gì hết, hoặc là cải thiện rất chậm đó. Thì mới nhấn mạnh vào cái việc là chúng ta phải xây dựng cái mối quan hệ với người tập, với người khách hàng đó, chứ không chỉ là mới vô là cứ phải tập cái gì đó, phải tập cái gì đó. Nên đôi khi chúng ta nếu mà làm ở những trung tâm có thể đề nghị người chủ á, trong cái gói tập có thể là có một buổi trial hoặc một buổi đánh giá, tức là đánh giá ở đây là mình đánh giá tư thế, sau đó mình sẽ lên kế hoạch, rồi xong sau đó mình sẽ xây dựng quan hệ relationship với lại khách hàng á, để cho họ xác định được là họ sẽ phải làm gì để đạt kết quả, hoặc là họ cảm thấy có nên tin tưởng người này hay không, có muốn gắn bó tập luyện người này không, có phù hợp hay không đó. Thì đó giống như là một buổi free trial trải nghiệm đối với khách hàng. Rồi discuss about consent. Rồi ok, tiếp theo là về pros and con. Có một cái mà chúng ta hay 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 nói trong cái việc tập đó, tức là lợi ích của việc tập. Chúng ta hay nói về lợi ích của việc tập. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không nói những cái mà bất lợi của việc tập. Có bao giờ các bạn nghĩ về cái việc sẽ nói những cái bất lợi của việc tập ảnh hưởng đến cuộc sống của cái người khách không? Ví dụ Thịnh hay là Ly nè, làm ở phòng tập có bao giờ mình sẽ nói những cái điều đó không? Hay mình sẽ chỉ nói lợi ích thôi? Chắc là em chỉ nói lợi ích thôi, tại vì cũng chưa nghĩ ra được bất lợi nè. À đúng rồi, thường chúng ta sẽ nói lợi ích nhiều đúng không, chúng ta sẽ nói về lợi ích nhiều, nhưng mà thật ra không có gì mà chỉ có lợi không có hại, cái gì cũng sẽ có lợi, mặt lợi và mặt hại. Tức là khi khi người ta bước đến tập, người ta sẽ được cái gì, người ta sẽ được sức khỏe, người ta sẽ được đẹp hơn, người ta sẽ được một cái đời sống khoa học hơn, giúp chống lại những cái, ví dụ người ta có bệnh lý thì sẽ hạn chế những tác động đó chẳng hạn. Nhưng mà cái bất lợi là gì, ví dụ người ta phải bớt đi nhậu lại, theo mình nghĩ nó là có lợi, nhưng mà đối với khách hàng biết đâu nó là cái bất lợi của họ. Thay vì họ phải đi dành thời gian đi nhậu với bạn bè để tạo quan hệ bên ngoài thì bây giờ phải bớt, hoặc là bây giờ thói quen của họ đang là enjoy, hoặc là khi làm việc căng thẳng họ phải hút thuốc chẳng hạn vậy, mà giờ mình kêu họ bớt, họ bỏ như kia, đó là cái bất lợi đó với cái người khách. Mình đang đặt ở góc độ người khách hàng, đó là những cái bất lợi. Rồi thời gian họ phải đầu tư vào, ví dụ giảm cân thì họ phải đầu tư thời gian vào việc nấu ăn, vào việc chăm chút cho bữa ăn của họ, dinh dưỡng nhiều hơn, chứ không phải cứ ăn đồ ăn bên ngoài chẳng hạn vậy. Hoặc là
phải sắp xếp được thời gian đi tập tuần ít nhất 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng chẳng hạn vậy, thì đó là những cái mà bất lợi đối với người khách hàng. À, vì chúng ta là những người đã làm trong nghề thì chúng ta luôn có lý do để chúng ta thực hiện cái việc tập luyện của chúng ta. Còn với những người khách hàng mới á, thì họ chưa có muốn đi tập nhiều, nên chúng ta nên chỉ cho họ thấy à, họ phải hy sinh những cái gì và họ sẽ được lợi gì từ những cái việc họ hy sinh như vậy. Thì lúc này theo mình nghĩ nó sẽ thuyết phục hơn đối với người khách hàng, tại vì bản thân ai cũng biết là cái gì cũng sẽ có lợi và bất lợi, đúng không? Chứ không có gì mà một mặt là chỉ toàn có lợi hết. Nên lúc này nếu chúng ta liệt kê được ra những cái mà họ phải đánh đổi thì cái này nó có thể nó sẽ tạo thêm niềm tin. À, tức là họ thấy mình có cái tầm tầm nhìn nó rộng hơn. Kiểu như vậy. Rồi, những rào cản và những lý do. Theo các bạn, những cái rào cản với lý do nào khiến cho khách hàng trì hoãn hoặc là ngừng cái việc họ đi tập? Theo Tuấn, những cái lý do nào phổ biến nhất khách hàng không đi tập nữa? Không Không nghe có kết lời, quả. không có kết quả. Rồi, rồi cái gì nữa không? Mọi người ai có ý kiến nào thì cứ nói. Du, Hết điều kiện. hết điều kiện. Ok. Ơi, Du, cái gì không? Mình không có tạo được cái động lực cho người ta đợi tới lúc mà có kết quả. Rồi, gì nữa không? Thịnh, những khách hàng ví dụ mà nghỉ thời gian dài mình phải renew khách đó, thì khách hay từ chối bằng lý do gì? Khách đi đi công tác anh, Đi công tác đó. giờ hợp chồng không cho đi tập. Vợ hoặc chồng không đi tập. Ủa sao vậy ta? Sao không đi tập ta? Sợ có bồ Giờ em nghĩ hả? chắc vậy. Rồi. Như Ly, Ly thì sao? Em thì em nghe mấy cái các anh liệt kê ở trên thì em thấy khá là đủ rồi. Thêm là cũng có một số người thì người ta sẽ lấy lý do là không có thời gian. Đúng rồi. Nó cái phổ biến nhất á là không có thời gian. Anh chị không sắp xếp được. Bây giờ này anh chị bận rồi, hoặc là chỉ tập được cái giờ này thôi, tập giờ khác không được chẳng hạn vậy đó. Đó thì ở cái vai trò là huấn luyện viên, chúng ta chắc phải xác định là cái đó là rào cản thật sự hay là lý do. Rào cản hay lý do. Để biết được cái đó thì chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về, giống như khách hàng ban đầu thì chúng ta chưa biết nhiều. Nhưng mà khách hàng ví dụ tập với chúng ta lâu thì chúng ta hiểu rõ công việc họ như thế nào thì chúng ta có thể biết phối hợp. Ví dụ thay vì chúng ta bình thường không làm ngày thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta có thể đổi buổi này cho họ sang buổi thứ bảy chủ nhật, hoặc là đề nghị họ tập ghép với một người khác chẳng hạn đó. Hoặc là họ có thể vào trước và họ tận dụng thời gian họ tự khởi động theo những cái này, hoặc là anh chị cố gắng ghi nhớ những kỹ thuật này đơn giản trước rồi mình dạy những cái khác sau chẳng hạn vậy đó. Hoặc là nếu mà họ còn để biết nó là rào cản hay lý do, có thể mình sẽ nói họ thử liệt kê xem cái thời gian mỗi ngày họ dành ra để làm gì. Ví dụ ngoài thời gian đi làm thì lúc về họ dành bao nhiêu thời gian để đi tiệc, bao nhiêu thời gian để chăm sóc con cái, bao nhiêu thời gian để ăn uống, cứ liệt kê giống như là một cái thời khóa biểu của thời gian biểu của họ vậy. Thì giống như chúng ta hay yêu cầu khách hàng ăn cái gì, liệt kê cái đó lại để chúng ta quản lý mà tính calo hoặc là đưa ra lời khuyên, thì cái việc xây dựng thói quen vậy. Thì biết đâu khách hàng liệt kê được như vậy thì lúc này họ sẽ thấy được là hình như mình bỏ thời gian ra ngồi lướt Facebook hay là coi TV nó hơi nhiều, thì lúc này hay thay vì vậy mình đi tập đó. Thì lúc này mình có cái để căn cứ và chỉ cho khách hàng thấy cái thời gian này nè anh chị có thể đến tập được, cái này là mình có thể bỏ bớt thời gian đi coi TV chẳng hạn, thì mình đi tầm tiếng đồng hồ thôi xong mình về coi tiếp, hoặc là mình coi vào ngày khác hoặc cuối tuần chẳng hạn vậy, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đó. Thì đó là thuộc về cái họ phải hy sinh để họ có được sức khỏe, có được cái kết quả mà họ mong muốn đó, không đó. Và có rất là nhiều cái lý do và rất là nhiều cái rào cản khác nữa mà chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân rồi mình mới xác định nó là cái rào cản hay là lý do, và lúc này chúng ta mới đưa ra giải pháp và giúp đỡ họ. Hoặc là nếu là lý do thì phải chỉ ra cho họ thấy để họ khắc phục và tiếp tục đi tập được đó.
Rồi, kỹ năng về giao tiếp. Kỹ năng về giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp. Ở đây là xếp loại khách hàng ở cái mục tiêu khách hàng, mục tiêu tập luyện của khách hàng theo SMART goal. Kinh nghiệm tập luyện trước đây có những cái kinh nghiệm tiêu cực gì hay không về cái việc tập luyện, ví dụ như là tập với bạn này không có hiệu quả, bây giờ mất niềm tin vào việc tập, mất niềm tin vào việc tập tạ, giờ chỉ muốn tập cardio không, hoặc ngược lại chẳng hạn vậy, hoặc là tập tạ bị sồ, bây giờ không muốn tập tạ nữa, giờ chỉ muốn tập cardio hoặc là chỉ muốn tập yoga này kia thôi, không muốn tập mấy cường độ cao đó. Cái nào đã hiệu quả, cái nào không hiệu quả chỉ cho họ thấy. Rồi đó, những cái lúc này mình phải educate lại cho họ nữa. Rồi những rào cản, những lý do, những rào cản tại sao họ nó không hiệu quả trong quá khứ, do lý do hoặc rào cản nào, có khi nào cái chương trình tập đang quá khó hay không chẳng hạn vậy, có gây họ, có thể gây họ chấn thương hoặc là có làm họ tốn quá nhiều thời gian không, giống như những người mà doanh nhân chẳng hạn, họ quá bận, họ không thể nào bỏ ra một ngày 2 tiếng hay tiếng rưỡi 2 tiếng được, họ có thể tập 45 phút thôi thì như thế nào, thì chúng ta cũng phải chỉ họ thấy là nó, nếu tập 45 phút thì nên tập theo kiểu gì và kết quả nó như thế nào, không thể nhanh hoặc là không thể tốt bằng bằng những người bỏ thời gian nhiều, nhưng mà thay vào đó họ có thể đầu tư bằng cách kết hợp ăn uống kỹ hơn chẳng hạn vậy đó. Hoặc là những người mà giờ không có điều kiện ăn kiêng những đồ mắc, thì bây giờ mình chỉ những đồ nào đó rẻ bình dân thôi, họ ăn vẫn được đó, kết hợp với việc họ siêng tập xíu thì cũng đạt kết quả được chẳng hạn vậy. Rồi thiết kế chương trình tập, thiết kế chương trình tập phù hợp dựa vào các bài tập free weight hoặc là máy tập các thứ tùy theo nhu cầu. Rồi ở đây kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng cần cho mọi cái nghề, mọi tất cả các nghề đều cần phải có kỹ năng giao tiếp, communicate. Và kỹ năng giao tiếp này họ phân ra làm giao tiếp bằng lời nói là verbal, với lại giao tiếp bằng không có lời nói là kỹ năng giao tiếp hình thể, non verbal. Nhưng mà ở đây 65% hiệu quả lại đến từ cái non verbal này, tức là thái độ gương mặt chúng ta như thế nào, cái tông giọng nói chúng ta thế nào, cao thấp thế nào. Những cái đó nhiều khi chúng ta không làm chủ, hoặc là chúng ta nếu tập luyện rèn luyện cái đó, chúng ta phải làm chủ được cái tông chúng ta, khi nào nói lớn, khi nào nói nhỏ, khi nào nói nhanh, khi nào nói chậm. Tại vì một số người thì có thói quen nói chậm, thì nói quá chậm làm cho khách hàng nghe họ buồn ngủ chẳng hạn vậy, hoặc là một số người thì lại có thói quen nói nhanh, đặc biệt gặp những cái tình huống là gặp khách hàng họ bị hồi hộp hoặc có một cái gì đó họ quá phấn khích để họ nói, thì họ nói quá nhanh thì khách hàng cũng không nghe được, và không nghe được thì dẫn đến việc họ không có tiếp thu được cái kiến thức đó chẳng hạn vậy. Hoặc là cách chúng ta đi đứng, hoặc là những cái cử chỉ cơ thể chúng ta cũng đều nói lên đó. Rồi eye contact, rồi hoặc là tư thế chúng ta kiểu như vậy, ở tất cả mọi thứ đều giúp cho cái việc communicate của mình nó tốt hay không tốt. Và những cái này thuộc về kỹ năng mềm, mà gọi là kỹ năng thì chúng ta đầu tiên là phải biết là có những kỹ năng đó, và chúng ta phải tìm hiểu kỹ thuật để thực hiện kỹ năng đó, xong sau đó chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều liên tục thì nó mới thành cái kỹ năng đó. Tất cả mọi thứ đều cần thời gian tập luyện hết. Trên cái mà diễn đàn mà TED Talk á, hồi trước mình có xem một cái video về hướng dẫn cách điều khiển giọng nói, cái voice khi nào lớn, khi nào chậm, khi nào là nó ảnh hưởng đến cái người nghe rất là nhiều. Các bạn thường thích nghe những người có giọng trầm hay những người có giọng cao? Theo Ly, nói đi. Theo em, nếu mà con trai thì em thích giọng trầm. Còn con gái thì giọng nhẹ nhàng một xíu. Giọng nhẹ nhàng. Giọng của em thì như giọng trai. theo các bạn, những người mà làm ví dụ chính trị hoặc là làm những vị trí cao, giọng họ trầm hay giọng họ cao? Trầm ạ. Trầm đúng không? Theo Du sao? Theo Du, những người làm vị trí cao thì giọng trầm hay giọng cao?
giống chầm anh. À, đúng rồi. À, có nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng những người mà hùng biện và những người mà làm về chính trị mà có tác động lớn đến nhiều người á, thì họ nói chậm rãi và giọng họ trầm. Giọng họ trầm thể hiện được cái sự quyền lực trong cái giọng nói của họ. Còn cái giọng cao thì không mang lại cái cảm giác như vậy nhiều bằng đó. Nên ví dụ như chúng ta sau này chúng ta truyền đạt một cái kiến thức nào đó cho người khác, chúng ta đang nói bình thường nhưng mà đến cái giai đoạn mà những cái ý chính đôi khi chúng ta nên nói chậm lại và chúng ta nhấn mạnh xuống, chúng ta trầm xuống hoặc là thậm chí chúng ta ngưng luôn. À, có một cái kỹ năng nữa đó là im lặng luôn. Im lặng chủ động tức là không nói nữa. À, để trong lúc chúng ta đang nói quá nhiều rồi chúng ta ngưng lại thì khách hàng sẽ, cái người nghe sẽ kiểu ủa tại sao nó ngưng vậy chẳng hạn vậy, họ sẽ tự nhiên họ tập trung, họ chú ý lại cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị nói thì lúc này chúng ta nói đó, kiểu như vậy đó. Rồi cái gì nữa ta, à kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng đặt câu hỏi đó cũng là một kỹ năng. À, kỹ năng theo các bạn thì nên đặt những câu hỏi như thế nào thì sẽ dễ tiếp cận và dễ lấy thông tin hoặc là dễ trao đổi với khách hàng. Theo Tuấn thì Tuấn sẽ hỏi những câu như thế nào? Một câu hỏi ví dụ. Thất nghiệp lâu quá quên luôn. Thất nghiệp lâu quá mất kỹ năng đặt câu hỏi à. Rồi, Du, theo em ví dụ gặp một khách hàng nào đó em sẽ đặt câu hỏi như thế nào để duy trì được cái công việc, cái việc nói chuyện của mình? Em ý ý là anh muốn lấy thông tin về cái phần nào trong cái khách À, hàng, anh muốn đặt câu hỏi chơi hay là sao? anh chỉ nói chung chung thôi, ý là mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào để mình duy trì được cái cuộc nói chuyện của mình và mình làm thế nào để giống như gợi mở câu chuyện và duy trì được nó để lấy được được nhiều thông tin hơn hoặc là kể cả mình có thể truyền đạt thông tin tốt hơn chẳng hạn vậy. Thì em thường đặt câu hỏi mà liên quan tới khách hàng, trừ những câu hỏi mà quá riêng tư mình không nên hỏi, nhưng mà thường em sẽ đặt những câu hỏi như là em không có đi dạy, nhưng mà ý là trong em tập với bạn em thì em thường hỏi những cái mà nó liên quan tới đời sống, ví dụ chúng anh nói tập squat đi chẳng hạn thì em hỏi là bây giờ mày tập xong về á, em cầm giống như tập xong rồi em đứng đó em cầm chai nước, em dục chai nước xuống rồi em nói bây giờ thử lượm chai nước coi là em coi coi người ta sao, em đặt những câu hỏi mà liên quan tới đời sống người ta để mà coi họ có làm gì mà để mình chia sẻ vô những cái vấn đề đó luôn. Ok, đúng rồi. À, thì ví dụ nè, ví dụ mình ví dụ hai câu hỏi. Một câu hỏi là à anh chị tập squat chưa? Và một câu hỏi là à động tác squat này anh chị biết tập thế nào không? Thì theo các bạn câu nào nó sẽ giúp ích nhiều hơn? Theo Tuấn câu nào sẽ giúp ích nhiều hơn? Nó lại nè. À, câu thứ nhất là anh chị tập squat chưa? Và câu thứ hai là anh chị có biết tập squat đúng là như thế nào không? À, Chắc câu thứ nhất. câu thứ nhất. Rồi, ví dụ ở trường hợp câu thứ nhất hỏi anh chị tập squat chưa thì Tuấn trả lời sao? Nếu là ở góc độ khách hàng, ta trả lời sao? Chưa. Ví dụ chưa, rồi, hết. Rồi bây giờ nếu câu hỏi là anh chị tập squat, anh chị nghĩ tập squat đúng là như thế nào thì Tuấn trả lời sao? À, trả lời thử, cứ trả lời thử. Để mình thực nghiệm thôi. Hello. Không biết. Ok, không biết cũng là một câu trả lời. Xong sau đó mình sẽ hỏi à vậy thì cái động tác squat nó là như thế này thế này thế này được không? Đó thì chúng ta không có nên hỏi những câu trả lời yes no, à, tiếng Anh hay gọi là câu trả lời yes no á, có hay là không có hay là rồi hay là chưa. Tránh những câu hỏi như vậy. Đôi khi cũng hỏi nhưng mà tránh, tại vì nó sẽ làm cắt đứt câu chuyện. Giống như hồi nãy hỏi anh chị tập squat chưa, nói chưa em, rồi mình không biết mình hỏi gì tiếp theo. Giờ chị chưa tập rồi em sao em chỉ chẳng hạn vậy đúng không? Cái tự nhiên bây giờ mình đặt à vậy chưa tập à, vậy thôi giờ em vô em chỉ tập, nó sẽ hơi bị gượng. Còn thay vì mình sẽ đặt câu hỏi như, ví dụ như tại sao rồi như thế nào hoặc là tiếng Anh nó hay gọi là những câu hỏi mà WH, cái gì, tại sao, như thế nào, khi nào,
hoặc là how là làm cách nào đó, đặt những cái chữ đó vào trong cái câu hỏi của mình cùng một cái chủ đề để cho cái người khách hàng có cái suy nghĩ và tương tác, và mình cũng có cái mình tương tác lại với họ dễ hơn, đúng không? Đó, cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cái cuộc nói chuyện. Và kể cả khi chúng ta tìm hiểu một vấn đề nào cũng vậy, đừng nên dừng ở cái chuyện là đúng hay sai, mà kể cả quyết định đúng hay sai rồi thì chúng ta đặt thêm những câu hỏi xung quanh đó, ví dụ như tại sao đúng hoặc tại sao sai, rồi làm thế nào nó đúng, làm thế nào nó sai. Đó, đó là những kỹ năng mềm chúng ta phải có trong kỹ năng đặt câu hỏi đó. Từ đó chúng ta sẽ gợi mở thêm những vấn đề như vậy. Mặc dù nhiều vấn đề nhìn thấy đơn giản, mà ở đầu khi chúng ta đặt nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ đi tìm được câu trả lời và chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về cái vấn đề đó. Đó, ví dụ như nãy squat, nếu rồi hay chưa thì hết. Còn bây giờ nếu hỏi squat như thế nào, rồi bắt đầu mình mới nói là squat thì phải dùng hông nè, rồi phải giữ lưng thẳng này kia nọ, thì lúc này người ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi tại sao, tại sao phải dùng hông mà không dùng gối, tại sao phải giữ lưng thẳng chẳng hạn vậy. Thì lúc này mình có thêm cái mình chia sẻ, mình nói liên tục được. Đó, đó là một kỹ năng rồi đó. Hy vọng các bạn có thể áp dụng vô trong mọi thứ các bạn học. Rồi, một cái kỹ năng nữa trước khi kết thúc là active listen skill, tức là chúng ta lắng nghe. Giống hồi nãy Dũng có nói là đôi khi mình không biết nói gì thì thôi, mình hỏi xong rồi mình im mình nghe thôi. Mà đây là nghe chủ động ha, active. Nghe chủ động là sao? Là mình phải thật sự hiểu những cái khách hàng đang nói, những cái mà người đối diện đang nói mình biết, và mình có suy nghĩ về cái đó để sau khi họ nói xong mình có phản hồi cho họ biết. Chứ không phải mình vừa nghe mà mình vừa check tin nhắn của khách hàng khác, hoặc là mình nghe mà mình lướt Facebook, rồi mình nghe mà mình nhìn đâu đâu, mình bị phân tâm. Thì đó không có phải là kỹ năng lắng nghe. Bên cạnh kỹ năng nói thì một cái kỹ năng nữa là lắng nghe. Và hầu như ai cũng muốn được người khác nghe mình, nên cái này cũng là một kỹ năng quan trọng. Chúng ta chịu ngồi lắng nghe người khác nói thì lúc này chúng ta biết được nhiều thông tin hơn so với cái việc chúng ta nói quá nhiều. Nhiều khi bước vào những trung tâm lớn, cái vì áp lực sale các bạn đến, các bạn cứ giới thiệu em có gói này gói kia, tập sẽ được free này được free cái kia, thời tập thử bao nhiêu lâu, trong khi cái mà cần biết đó là nhu cầu khách hàng thì lại không biết. Mà để biết được cái nhu cầu khách hàng thì phải hỏi và phải nghe. Đó, được không? Rồi, hôm nay chắc mình ngừng ở đây. Bài này cũng khá dài, tại vì nhiều kỹ năng khác nhau. Hôm sau mình sẽ đi tiếp bài này. Chắc còn khoảng 2 buổi nữa thì chúng ta sẽ hết chương trình. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi trong nhóm ha. Ok. Ok. Chào mọi người. Thank you anh, chào anh ạ. Thank you, chào mọi người. Cảm ơn thầy. Thank you.